hắn ờ, đúng rồi. Mấy view à? Obi có cái quả 530 mấy view cơ. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Em stream em còn không bị mà mọi người cứ nói sao nhỉ. What is the alternate for Megalit Gold Backpack? Thánh kìa. Mấy mấy là mục view đấy. The other tip of Megalit it can be either be the Glacial Beast or Machine Gun Royal Backpack, if I'm not wrong. Level 8 rồi anh level mấy rồi? Ui level 9 mẹ luôn. Nãy có bốc mà không dám bấm. It's the level 8 again, it's the Glacial Beast or the Machine Gun Royal Backpack. I'm not really sure. Để anh em mở hình ảnh cho tóc mới, tôi sẽ quảng chọn kiếp đa mà không được số. Tôi sẽ quảng cho Sola xem ảnh là gì nhờ. Là biết là có phải là vì nhờ sư thầy mê gái hay không? Của IV thường cũng giảm 15% và cái của cái con Gold Pass cũng giảm. Từ IV thường á? Ờ, normal IV Backpack and Goliath normal Backpack. Bắn. Also, bắn damage reduction. Bắn. Gì OP? Quả 3 lô vòng thường nó mới cộng lên 3 lô vòng với 3 lô Goliath thường nó cộng 15% nhé. Cộng mấy cả thường cũng thế đúng không? Cả thường cũng thế. Cả thường. I got it. Nhưng mà chắc là bạn Gold chỉ là thêm XP thôi chứ. Ừ, còn Messenger thì nha. Mày con Gold kìa. Con Gold nó chỉ thêm hướng thôi. Nó chỉ thêm cái hướng búp SP thôi. Nói chung là những ai mà ngồi với chúng tôi đã nói rồi. Thế giờ ok, để great, can you still hear me? Because if yes, the thing is that the Megalith, the gold one, the normal can will apply the 50% with that damage reduction. Also the same thing with the IV backpack, normal and gold. And in case that you cannot farm Arcadia, you can farm the Deadly Tower. You can farm the Deadly Tower for the backpack. Which has 10% damage reduction. Ôi, lần tao post đừng vào đó một tôi. Tự nhiên đụng có thích cái tự đưa tài vào đó tôi là sao? Đây là một tình huống hơi hết hồn. Thì chưa xài đã lại có on đâu. Ông cô ơi, ông toàn bắn ra này, ông có bắn ra zone đâu. Ờ, bắn cái tôn méo đâu nhỉ? Tầm này gì nhờ gần như tất cả gì nhờ mấy cái lan chuyên AI tập trung vào rank AI chứ tầm này có mấy ai bắn gì nhờ red zone mấy đâu mà. Tôn là cái gì? Trước tiên là gì nhờ cần phải cày gì nhờ hết đồ trong shop cái đã. Xong rồi sau đấy tính sau. Tầm level 8 đi giáo sư. Bọn tôi là như bọn tôi là quyết định đi. Ôi level 8 lên level 9 á. Sao phải level max? Như bọn tôi đã quyết định từ trước á. Là Ranae ra là bọn tôi cứ cày được mặt vào cày Ranae thôi. Không có nhảy quá red zone chúng ta giết dễ đó. Khi mà bọn tôi xong rồi thì bọn tôi mới nhảy về lại red zone. Tí nữa lại tí nữa lại thông báo trang của bạn là vi phạm gì kiểu như thế luôn. Đấy chắc chắn. Kiểu như thế luôn. Hôm bữa mình cũng dính cái lỗi cũng quả dính cái quả ngay ngày đầu tiên thế rồi. Đúng ngày đầu tiên ra đây về luôn em dính của em báo cảnh cảm ơn. Sao nó kiểu không thông báo gì này khánh? Chuẩn bị có thông báo này à? Chắc chắn rồi, chuẩn bị rồi. Ảo rượu. Cái tầm này Sola đang bắn không nhỉ? Triển khai luôn nhỉ? Em đây. Mới gì nhỉ? Ban sáng anh đi cùng với lại cả Leon với Haru cày ra được. Cày đủ token mua luôn khẩu Running Bull này. Đủ, ngon lại kinh ra. Mắc vào game nó đơn ngay chỗ chọn game luôn à, nhà chọn kênh luôn à. Nó lỗi đấy. Server mấy bữa nay nó lên cơn bị xe mà. Để tí báo vào hãng đi. Quả này nguy hiểm quá thưa quý vị. Ngày tự thể của tao đây rồi. Ờ mới được ăn được xuống người ban thêm. Mời các bạn. Mời quý vị. Để em xuống người ban thêm. Đây ba tay ơi. Hả? Chơi. Lên một ca luôn. Lên một ca giết luôn. Giết nó. Một ca view rồi kìa. Ba tay hiểu không? Cấm trên trang đúng không? Cấm luôn. Hoặc là do thằng ấy làm à? Chắc là thế. Ok, người kiểm duyệt đã gỡ bình luận.
không được rồi. Tác team đi, bắt tốt nhất lên tác team bây giờ. Có khi là hết stream hết trận này tôi ao luôn. Tắt luôn bây giờ đi Khánh này. Nó kiểu gì nó cũng báo, nó cũng kiểu gửi thông báo về chắc chắn. Tắt luôn đi. Tắt luôn. Well, tắt luôn đi. Chúc mọi người xem vui vẻ nhé.